tức là em không phải thọ sơn, em cắt cái sổ ràng ràng coi mà. Chứ còn nhiều chi? Còn rồi. Cắt ra đi. Để cho Nghiêu em nhận dạng, có phải là em? Nghiêu nó coi mà chú. Để đi Nghiêu em nhận dạng được chưa? Thôi nhục lắm thôi. Nhục lắm thôi. Chú ơi dối. Rồi mày chị em đi chơi vui nha. Dạ, bye chú nhé. Ừ. Cái chú ra nhà em vô follow. Đốc Long Hành. Ok. TikTok hay là TikTok, YouTube, Facebook. Để em kêu Nghiêu em vô coi. Em tìm, để em tìm. Chú cắt đi cái khúc khỏe nhà em ra nhé. Tóc Long Hành. Đây đây, cục cứng của em đấy không? Đúng rồi. Đăng lên lấy cái tiktok à. Bạn ấy nhục thế này. Đi mà không thấy nói được. Đi mà không thấy ốm người yêu mà ốm con cậu này. Nhục gì? Nhục gì? Nhục cho mày, nhục mày. Rồi chúc mọi người chơi vui nha. Ok. Và đây là song bạc này, một chút xíu nữa là công an tiểu tập lên đồn nha. Hello. Đi lâu chưa? Em người đi đây. Con người chuẩn à? Ừ, anh đi lâu đấy. Rồi mẹ anh em chơi nha. Chào hai người đẹp. Hai chị từ đâu tới? Chị này từ Thọ Sơn, chị này từ Cẩm Sơn. Cẩm Sơn và Thọ Sơn. Tại sao hai người xa xa nhau vậy mà đi cùng với nhau? Hai chị đi diễn văn nghệ. À, năm trong đội văn nghệ luôn hả? Ờ, chụp ảnh cuối cùng đó. Ừ. Hey, lần xin chào tất cả các bác, cô dì, anh chị em. Hiện tại mà nói là Long đang có mặt tại lễ hội hoa gạo Tam Sơn lần thứ nhất. Và hôm nay cũng là đêm đầu tiên mà Long đã trở về đây để ghi lại tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất trong lễ hội hoa gạo tại Tam Sơn. Với tất cả những hình ảnh này, Long sẽ chia sẻ lên kênh YouTube Tóc Long Hành và kênh Sắc Màu Thái với một không khí rất tuyệt vời. Và bây giờ Long xin mời tất cả di chuyển cùng với Long để chúng ta cùng trải nghiệm đêm đầu tiên của lễ hội hoa gạo tại Tam Sơn, thuộc xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn các bạn ha. À dạ, chào anh. Chào hai anh. Hôm nay phục vụ cái gì đấy? Em cho chơi nha. À cho chơi hả? Và bây giờ là lắng xe di chuyển vào phía trong. Chào anh. Xin chào người đẹp. Chào người đẹp. Hôm nay biểu diễn tiết mục gì? Hai tiết mục nhảy sạp. Nhảy sạp á? Nhảy sạp với gì nữa? Với một bay múa nữa. Với một bay múa nữa. Rồi, hẹn ngày mai xem đón xem trên kênh YouTube Tóc Long Hành ha. Ok, cảm ơn rồi, nha. Rồi, chào. Và đây là cổng chào bắt đầu vào lễ hội hoa gạo Tam Sơn năm 2024 với một cổng chào rất là hoành tráng. Hiện tại bây giờ mà nói là cũng đường rất nhộn nhịp với du khách thập phương xa gần. Và bên cạnh đó nữa là những món ăn, những đồ chơi trong ngày hội không thể thiếu. Long sẽ đi review cho tất cả các bạn cùng xem luôn ha. Nó sẽ đi qua một đoạn đâu một chút xíu là Long sẽ trở về với tất cả những bạn. À, các chị em hả? Ok. Làm cái gì đó? Yêu. Lại chú hai. À anh có. Lại đây chú hai. Năm nay học được mấy? Lớp 3. Lớp 3 hả? Em về đây lâu chưa? Lâu rồi hả? Được chơi vui không? Em đi cùng mẹ ai? Đi cùng bố mẹ. Đi bố mẹ hả? Đi bố mẹ cho ăn cái gì? Có cùng Yến đi, cùng Yến thoải mái. Em kèm á? Thấy chưa? Để ngày mai ngày kia có đi được không? Có. Ok, hẹn ngày mai gặp nhau tiệm nhá. Em phải có cái. Rồi, ok các nào. Yeah. Chung gì thế hả? Bạn quán, bán hàng mẹ ở đây. Mẹ bán hàng ở đây hả? Mẹ em, mẹ sao? Mẹ bán hàng ở đây. Thì em bán được cái gì cho mẹ rồi? Ok. À? À. Rồi, ok. Mời mọi người đến ăn xúc xích nha. Mà vào tay cái nào. Chào cả nhà. Và bây giờ là Long sẽ di chuyển vào phía trong để cùng chia sẻ cho tất cả các bạn cùng. Chào hai người đẹp. Hai chị đi đâu tới? Chị này từ Thọ Sơn, chị này từ Cẩm Sơn. Cẩm Sơn và Thọ Sơn. Tại sao hai người xa xa nhau vậy mà đi cùng với nhau? Hai chị đi diễn văn nghệ. À, năm trong đội văn nghệ luôn hả? Chụp ảnh cuối cùng đó. Nó biết. Tại vì cái nữa là đúng thật ra mà nói là chụp lật đật để chạy ra từ ngoài này. Không là cười. Cái này mặc đồ đẹp hơn, chứ mặc đồ xấu hơn. À, đấy là vừa rồi hai chị biểu diễn tiết mục gì?
về Tam Sơn hôm nay. À, về Tam Sơn hôm nay. Rồi, xin mời đón xem vào ngày mai trên kênh YouTube Tổng Long Hành ha. Dạ. Bye bye. Chào nha. Chào Tổng Long Hành nha. Và bây giờ là Long sẽ di chuyển vào biển trong đây. Hello chị người đẹp. Bố quay chị. Đừng có quay chị. Em quay hàng với chị thôi. Quay hàng được không? Chị ở gần đây không? Ngày hôm nay bạn được nhiều không chị? Bạn được ký đó. Thôi để đó là hôm nay em mua cả cho. Nhà chị không? Giờ chị ngồi chơi đi uống nước đi. Rồi chào chị nha. Cảm ơn. Dạ. Và bây giờ là Long sẽ di chuyển ra kiểu cho. Review quả ăn này này. Hello. Mẹ anh em đi đâu tới? À thế hả? Rồi mẹ anh em chơi vui nha. Bây giờ Long sẽ di chuyển vào phía trong này có những cái gì hay hấp dẫn không nha. Chào. Dạ. Tình hình mà nói. Hello hello hello. Mẹ chị em ở đâu? Nhà em ở Thọ Sơn. Ở Thọ Sơn. Dạ. Đi lên bên đây. Dạ. Từ Thọ Sơn về đây bao nhiêu cây? 23 cây. 20 cây. Rằng người 13 người 20. Dạ. Tại vì em ở đây bên đầu. À, tức là em không phải Thọ Sơn. Em cắt cái sổ răng ra anh coi không? Chứ còn nhiều gì? Còn rồi. Cắt ra đi. Để cho nhiều em nhân răng có phải là em. Thôi nhục lắm thôi. Rồi mày chị em đi chơi vui nha. Dạ, bye chú nhé. Ừ. Cái chưa lên nhà em vô follow. Tóc Long Hành. Ok. TikTok hay là TikTok, YouTube, Facebook. Để em kêu người em vô coi. Em tìm tìm tìm. Chú cắt đi cái khúc quái nhà em ra nhé. Tóc Long Hành. Đây đây, cục cứng của em đấy không? Được đi. Đang lấy cái này nhục hơn này. Đi mà cũng không thấy. Đi mà không thấy ôm người yêu mà ôm con cậu hay. Nhục gì? Nhục gì? Nhục cho mày, nhục mày. Rồi chúc mọi người chơi vui nha. Ok. Để em bị đẹp nè em vô follow. Tìm mà. Đăng ký YouTube. Chính xác. Cái này là TikTok thì chú mới lập được mấy ngày thôi. Còn YouTube của nhưng mà chú phải giúp phần follow lại. Rồi ok. Em nhắn tin đi. Em nữa. Đây và bây giờ là Long rất nổi duyên khi trở về với là Tam Sơn được gặp người đẹp. Đẹp như Thọ Sơn. Và bây giờ là Long sẽ di chuyển tới những điểm khác chia sẻ cho tất cả các bạn cùng biết một trong những cái văn hóa cũng như là không khí của ngày hội Tam Sơn các bạn ha. Về luôn à? Facebook em nha. Đây đây là Facebook của người đẹp. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với người đẹp. Ok, tạm biệt. Bye bye. Cánh. Và bây giờ là mình di chuyển vào phía lối trong này các bạn ha. Vậy không khí rất là nhộn nhịp. Em chào các bà các anh nha. Thôi. Quay đi. Bạn cứ đấu tới à bác? Quay không cần gì. Bạn trái. Bạn cứ đấu tới. Đình Sơn ra đây hả? Bên kia xong. À dạ. Rồi chúc các bạn về các anh đi chơi vui nha. Dạ. Hello. Yêu. Chú gọi này. Học lớp mấy rồi? Hả? Ủa đây à? Còn yêu chưa? Có rồi chứ. Biết rây đây còn nhiều rồi. Ở đây là sông bạc này. Một chút xíu nữa là công an tiểu tập lên đồn nha. Hello. Đi lâu chưa? Em người đi đây. Con người đi lâu đấy. Ừ anh đi lâu đấy. Rồi mẹ anh em chơi nha. Hồi có kèo chi không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và bây giờ Hà Long sẽ di chuyển và lên phía lối trên kia cho các bạn ha. À, vừa rồi em biểu diễn tiết mục gì đấy? Một con Việt Nam chưa? Một con Việt Nam á? Vừa rồi chú có quay các tiết mục của bọn em, nhưng mà chú không biết được là tiết mục thứ mấy. Hơi bị lời chưa? Hơi bị lời á? Tiết mục thứ 6 à? Dạ. Rồi, ok. Để hẹn ngày mai gặp bọn em trên kênh YouTube Tóc Long Hành nha. Bye bye. Và bây giờ Long sẽ vào quay cho các bạn biết một trong những đồ ăn vặt vào buổi tối hôm nay. Với tất cả các du khách gần xa, ai có nhu cầu thì là quán đầu tiên ở ngay cổng chào đi vào phía bên tay trái các bạn ha. Đây có thể nói là một trong những đồ ăn vặt rất là phong phú. Em chào anh nha. Dạ, ngày hôm nay bạn được vô không anh? Tức là ngày mai ngày kia thầy. Dạ, ngày hôm nay thì cũng mới ngày đầu nên là cùng mức độ vừa thôi đúng không? Dạ. Nhà thế là chị là bạn ở đâu? Không, thì em hỏi là chị ở đâu tới á? À, tức là mình ở đâu quá chị anh? Đô Lương hả? À, dạ. Cùng hơi cách trở thầy. Dạ. Rồi anh chào anh chị nha. Dạ. Và đây là quán đầu tiên, xin mời quý du khách xa gần trở về đây đi ghé vào quán đầu tiên phía bên tay trái các bạn ha. Rồi anh chào anh nha. Còn đây là một trong những trò chơi mà có thể nói là các tuổi trẻ rất thích, đó là ném bóng để lấy gấu bóng. Với những bạn nào chưa có người yêu thì chơi trò chơi này rất hợp lý, tối về có gấu bóng để ôm. lại chơi gấu bóng hả? Còn yêu chưa? Chưa có gì, đó nè, chú nói không sai, cái này là dành cho những người chưa có người yêu mà. Dạ, tập Long Hành ạ. Đây, và bây giờ là các chị em đang chuẩn bị chơi thi tiêu để lấy gấu bóng dành cho những người chưa có người yêu tuổi về ốm. Em nào xem bằng nam ném như thế nào nào. Long Hành, tập Long Hành đây. Dạ, chào chị. Tập Long Hành, ta được kiểu. À, chào cả chị. Tao bê à? Hả? Bê sớm chưa? Tao thôi là tao đem lại cái cho em thấy mà bê. Hả? Đụng bồn tiểu là đụng bồn con cậu. Ôi rồi. Cái thịt đó đi. Thế này. Tao phải. Xem đúng không? Tao sang mày ní dai hơn. Bốn quá. Cái đó về hai quả mà. Hai quả bốn tỉnh một quả thôi. Nhưng mà nói là 7 4 quả là được gấu mà. Bốn tiếu. Chưa hiểu luật, nếu mà vậy thì ném này. Chưa nói luật đúng đúng không? Nói 7 4 quả là được gấu. Thôi bây giờ Long xin dừng video tại đây nhá. Bây giờ cũng buồn rồi, Long xin kẹp video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh cho Long. Với những bạn nào mới vào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Long ha. Và bây giờ Long xin dừng video tại đây. Hẹn gặp mọi người ở nhiều video mới trên kênh YouTube Tóc Long Thành nha.